Chào mừng các em đến với kênh YouTube 123 học tốt. Trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo. Và bài tập chúng ta làm đó là bài số 4, trang 170. Bài số 4 yêu cầu chúng ta như sau: viết các số 64.900, 46.900, 96.400 và 94.600 theo thứ tự từ lớn đến bé. Các em chú ý là thứ tự từ lớn đến bé, tức là viết các số này giảm dần. Đấy, số nào lớn nhất chúng ta viết đầu tiên. Đấy, và số bé nhất chúng ta viết cuối cùng. Và để thực hiện được bài tập này thì chúng ta cần phải so sánh các số, và trong cái chương trình học các em đã học cách so sánh rồi, với các số có cùng cái số chữ số, như ở đây là đều là gồm có 5 chữ số, thì chúng ta sẽ so sánh các số theo thứ tự từ trái sang phải, từ trái sang phải. Và đầu tiên chúng ta nhìn trên trên 4 cái số này thì có 2 số thì có cái chữ số hàng chục nghìn lớn hơn, đó là số 9. Đây là hai số là 96.400 và 94.600. Do đó chúng còn hai số còn lại ấy, thì chữ số hàng chục nghìn ấy, nó chỉ là số 6 và số 4 thì nó nhỏ hơn số 9, nên chúng ta đầu tiên chúng ta chỉ cần so sánh hai số 96.400 và 94.600 trước. Vì chữ số 9 bằng nhau ở hàng chục nghìn ấy là bằng nhau rồi, do đó chúng ta sẽ so sánh đến số ở hàng nghìn. Thì chữ số 6 này sẽ lớn hơn chữ số 4. Do đó 96.400 sẽ lớn hơn 94.600. Vậy số đầu tiên chúng ta cần viết đó là 96.400. Đầu tiên là 96.400. Rồi số kế đến đó là 94.600. Rồi, tiếp theo hai số còn lại đó là số 64.900 và 46.900. Thì cái số có chữ số hàng chục nghìn lớn hơn đó là 64.900. Cho nên chúng ta sẽ viết tiếp là 64.900. Và còn lại số cuối cùng đó là 46.900. Rồi, như vậy thứ tự đúng cần viết đó là đầu tiên là số 96.400, sau đó đến 94.600, sau đó đến 64.900 và cuối cùng là 46.900. Đây là cái bài giải của bài số 4. Xin chào tạm biệt các em và chúc các em ôn thi để đạt được cái kết quả cao trong cái kỳ thi cuối năm. Xin chào và hẹn gặp lại.